Thưa quý vị, sau những ảnh hưởng tác động của đại dịch COVID-19, chuyển đổi số được coi là giải pháp hữu hiệu để ngành du lịch Long An nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2022-2025. Trong 9 tháng năm 2023, lượt khách đến tỉnh Long An ước đạt 712.700 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 95% so với kế hoạch, trong đó có khoảng 13.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 410 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch. Ngoài bản đồ số tuyến điểm, hiện nay Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Long An còn triển khai nhiều hoạt động nhằm ứng dụng công nghệ số và hoạt động quảng bá du lịch. Đến nay thì trung tâm đã hoàn tất triển khai 7 dự án liên quan đến chuyển đổi số, chủ yếu tập trung vào việc tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ, người làm du lịch. Có những chuyển biến tích cực, nhưng công tác chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh cũng còn một số khó khăn nhất định. Các doanh nghiệp mà trong quá trình chuyển đổi số thì cũng rất là khó khăn. Hiện tại có nguồn nhân lực còn thiếu và yếu. Bởi vì một cái doanh nghiệp mà ở cái địa phương Long An đa số là dân ở tại địa phương của mình, cho nên cái vấn đề công nghệ thông tin rất là hạn chế. Một số doanh nghiệp cũng cần có cái sự hỗ trợ từ cái phía các cái cơ quan chức năng quản lý nhà nước về du lịch, cũng như là sự hỗ trợ về của các cái doanh nghiệp lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, ngành du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, đặc biệt là tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng công nghệ số cho lực lượng phụ trách du lịch, các địa phương, nhân viên, hướng dẫn viên tại các khu điểm du lịch, số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh về các di tích văn hóa lịch sử, làng nghề truyền thống, dưới dạng mã QR, cổng du lịch thông minh, phát triển du lịch nông thôn qua việc thiết lập liên kết giữa nhà sản xuất sản phẩm OCOP và các khách hàng thông qua nền tảng số. Trong cái thời gian tới thì đặc biệt là trong đầu tháng 10 này thì ngành du lịch cũng đã tập huấn cái chuyển đổi số cho toàn ngành. Bên cạnh đó thì sau khi mà chuyển tập huấn cho toàn ngành thì cũng sẽ có cái hướng là đưa cái nội dung này sẽ tập huấn cho các cái doanh nghiệp lữ hành cũng như khu điểm du lịch để mà thực hiện chuyển đổi số cho toàn du lịch tỉnh Long An. Trong xu thế phát triển chung, nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho du khách, ngành du lịch Long An đang thông qua công nghệ số để tự nâng cấp và quảng bá, đưa hình ảnh du lịch Long An đến gần với du khách.